Nào, xem bói xem tướng xem số đi vào đây nào. Đầu xuân năm mới nào, sóc thẻ sóc quẻ, không cần xem tướng tay, không cần xem tướng mặt, chỉ cần đặt tiền nhỏ nhỏ là có thể xem được tiền duyên hậu vận nhân duyên. Ai vào đây nào? Quái nhỉ, đứa nào ngồi vào chỗ của tao đấy? Con, thắng mõm xong chùa đây. Chỗ của mày đâu? Chiếu của mày đâu mà mày lên chiếu của thầy mày ngồi hả? Cái chiếu của con hôm qua con chó nó đái, giặt mãi nó không khô cả. Ô, cái thằng này hay nhỉ? Đấy là việc của mày. Ở đây đã phân rồi, mỗi người một khoảnh, mỗi người một khu. Mày không ngồi chiếu của mày thì mày lên gốc đa mà ngồi. Ở gốc đa nó có cái tổ kiến lửa. Con ngồi vừa hát chưa được nửa câu, kiến nó bầu đầy mông nó đốt. Không chịu được các bạn. Sướng chưa? Sướng chưa? Mày là có cách thói hát không lề lối, không bài bản bạ đâu hát đấy. Mày gát lung tung người của kiến đốt vào mông á, còn là may đấy. Không khéo con mọc nhọt đầy người ấy. Thôi, ông cho con ngồi ké ở đây, đến chiều con cắt hồ cho. Ha, cắt hồ cắt biết cái gì? Mà tao nói cho mày biết nhé, năm ngoái mày vẫn đi chăn bò, mặc quần thủng ở mông. Thế mà năm nay mày đã thành nghệ nhân dân gian. Kinh nhỉ, học ở đâu mà nhanh thế? Có bằng cấp gì không? Có bằng cấp, giống như ông đấy. Ờ, cả năm cắm mặt vào đánh giác ni bàn ghế, đến cái mùa lễ hội mới hóa thành thầy cúng, thầy bói, viết sớ. Ông mà đọc được chữ nôm ấy, tôi có đi đầu xuống đất. Này, đừng có cái thói mày lật tẩy tao ra ngay đây đấy à? Hả? Không nói lôi thôi, muốn ngồi ở đây thì mày phải nhớ này, đây là nơi người ta khấn vái lầm rầm. Mày ở đây mày hát ông ổng, ai người ta dám vào? Muốn ngồi ở đây á, trật tự, không hát hò. Cuối buổi tao cắt hồ, 200. Cái định cướp trên dàn mướp à? À, tôi hát khản cả cổ, đánh đàn bật cả móng tay, kết hợp với cả xin đều, mới được có 500. Ông lấy 200 thì tôi đành cám mà. Đấy là việc của mày, không ngồi thì thôi, nhớ, trả chiếu cho tao. Trả thì trả, ông nhớ nhá, tôi khắc cốt ghi xương cái chuyện ông hành xử kiểu xã hội đen với một nghệ nhân dân gian chân chính như tôi nhá. Xéo, nghệ nhân dân gian chân chính, một nốt nhạc bẻ đôi không biết mà mày dám cầm cái đàn mày phập phùng, quá là đàn gảy tai trâu à, hả? Mày mà là nghệ nhân dân gian à? Nghệ nhân dân gian gì mày? Mày là nghệ nhân chăn bò. À, tướng như xem bói vào. Ui giời, gớm chưa? Chợ châu họp để cắt đã đến. Ông nhanh chân gớm nhỉ? Ờ, cái thằng mặt mẹt này, mày bảo ai là kẻ cắp đấy hả? Hả? Mày bảo ai là kẻ cắp? Tao mà là kẻ cắp nhá, thì mày là cái loại kẻ cướp. Này, kẻ này, cướp. Ờ, ông chỉ mặt ai đấy? Tao bảo mày ông đấy. Ông có thích tôi giấu kính của ông là hết làm ăn không? Hả? Này, mày đừng dở cái thói côn đồ ấy nhá. Mày có muốn tao sóc cho mày một cái thẻ nó phi vào mặt mày không? Này, 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 này. Ông mày muốn đi, mày muốn đi. Thôi, các ông ơi, khẽ cái miệng chứ. Khách thập phương người ta nghe thấy, người ta cười cho ấy. Nó cứ dở trò gây sự. Mọi người ngồi mà âm dương đi. Ai quay số của mày đấy? Thắng ơi! Dạ. Lại đây cô nhờ tí. Này, mày chạy ra hồ lấy cho cô số nước rửa bát. Này, nhớ gạt cái đám rong rêu ra nhá. Không người là người ta ăn người ta bảo là cô mất vệ sinh, mang tiếng cô lắm. Cô thì toàn được sai cháu đấy. Làm sao cùng thế? Hội cùng thuyền với nhau cũng chả bảo cháu cái gì cả. Thế bảo cháu thì cháu mới biết chứ. Cháu mà biết cô mang hàng ra đây ấy, cháu mang hẳn một tủ berberin ra cháu bán, có phải được túi tiền không? Cứ cô đi đã, rồi lần sau cô bảo trước. Gì được sao? Rồi, alo, các chị cứ vào miếu đấy, bọn em rẽ qua hướng đền rồi. Rồi, hẹn gặp chiều, chúng ta ăn chiều, nhá. Rồi sáng mai lên lễ tạ, bye. Bà Hằng à? Ừ, cả hội rẽ vào miếu đánh ta lả rồi. Mình cứ vào đền, không phải đợi. Ui, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Dạ, xin lỗi du khách ạ. Dạ, kính chào du khách ạ. Dạ, xin mời du khách đi theo lối này ạ. Dạ, vâng ạ. Trời ơi, tiếp thì làm mình rung tim. Dạ ấy, cứ từ từ. Sao còn chuyện gì nữa? Sao thế? Dạ xin du khách cho thu phí tiền cầu đường 20.000 ạ. Rồi, chúng tôi mua vé ngoài kia rồi. Mời quý khách tham quan trạm thu phí ạ. Đây ạ. Dạ vâng ạ. Ô thế cái thanh tre này mà cũng gọi là trạm thu phí à? Mấy thanh tre này? Mấy thanh tre này năm nào cũng phải tu dưỡng mới được như thế này đấy ạ. Mà chúng tôi thiết kế cái trạm này là theo kiểu sơn thủy hữu tình, dạ, phù hợp với cả phong cảnh của thôn quê chúng ta đấy ạ. Dạ vâng. Chứ còn bây giờ quý khách bảo là xây cả một cái trạm thu vé to đùng ấy bằng bê tông, có cả cổng sắt ấy, thì cái chi phí đầu tư nó lớn lắm. Mà chi phí đầu tư lớn cộng vào cái tiền vé của quý khách ấy, nó sẽ lên là 50.000 chứ không phải là 20.000 đâu. Này, dạ. Đừng có bịp bợm nhá.
Bọn này đi lễ để cầu tình duyên chứ không phải dân chơi đâu mà địch bóp nhá. Lời du khách nặng lời thế ạ. Hai tay em vẫn để nguyên đấy chứ có bóp cái gì đâu ạ. Mà du khách đi vãn cảnh chùa gì mà ăn mặc hở hang thế. Váy thì ngắn này hở hết cả lườn cả các thứ ra. Dân chơi mà có 20.000 cũng tiếc. Không phải là tiếc mà là thu thì nó phải hợp lý. Hợp lý chứ. Ý thôi, nói tóm lại ngắn gọn ông có nộp không? Hả? Nộp luôn nhá. Từ đây, khổ quá. Nhẹ ông ưa cứ phải nói to nghe. Đây 20.000 ba người. Ê, từ từ. 20.000 một người, ba người là 60.000. Cướp à? Ông đi ăn cướp hay sao ông? Bây giờ sao bác lại bảo em cướp? Từ sáng đến giờ em bao nhiêu công sức vật lộn mang được đống tre này ra đây. Đấy là công sức của em chứ sao lại bảo em là cướp vậy? Thôi đi đây, thêm ông 20 nữa. Không, nó có quy chế rồi, 20.000 một người. Thôi đây, bố cầm cho con nhờ. Dạ vâng ạ, xin mời du khách tiếp tục cuộc hành trình ạ. Dạ mời du khách ạ. Ôi, nước đây rồi, nước đây rồi. Để cho cô. Nhanh tay lên đổ vào đây. Ừ. Nước rửa bát. Nước nào mà chả được, ở đây lấy đâu ra nước mà chả đổ lấy nước này. Đổ vào đây nhanh lên, nó khách rồi. Này, mày vớt cái hoa cà này đi. Xin mời các cậu ấm cô chiêu vào ăn bún riêu cua đặc sản nhanh lên. Có gặp hai cái canh miếng miệng đấy nhanh lên. Mời các cậu các chú bún riêu cua đặc sản đây. Cha ba bát. Bà chị cho ba bát. Ừ, ba bát này. Nhanh lên nhá. Nhanh có ngay. Làm bà làm khẩn trương lên. Ừ. Sao lại chơi cả quả cà chua thế? Ôi trời ơi, thế nó mới ngọt em ạ. Ôi trời ơi. Chị mời cô. Em xin. Sao cái đũa? Sao lại lau đũa vào váy thế này? Rồi, mặt trong còn sạch chán. Váy giặt từ đêm qua đấy. Thôi, bà chị ơi, bà chị đổi cho em đôi khác. Đổ. Cái chú này đàn ông đàn an khó tính được. Chị ơi, sao lại rau lại có cả cỏ này, có hoa này. Rồi ôi, này, rau có cỏ như thế này thì nó mới thiên nhiên, mà không thiên nhiên thì đều dính thuốc trừ sâu hết. Chú cứ thử ăn xem, chết cái biết ngay. Chị ơi, em hỏi nhờ cái. Thế cái đền đây có cái gì mới lạ không? Ôi trời ơi, nói thì các cô các chú bảo là khoe. Đền ở đây á, thiên nhiên hoang sơ lắm. Nên thờ chữ tình nữa. Cái tuần trước ấy, có đoàn khách nước ngoài về đến đây nhá. Cái bà Việt Kiều ấy rời khỏi đây khóc sụt sịt vì không muốn xa đất này đấy. Ôi trời ơi, có cả Tây à? Ta lẫn lộn hết. Tưởng đâu là cái đền mới khám phá, còn hoang sơ. Nếu mà Tây ta đủ cả thì mất hay. Hay tất. Cái đoàn khách ý là đoàn khách người Lào mà họ sang đây để tránh gió Lào đấy. Ui trời ơi, bà này Lào thì nói là Lào luôn đi, lại còn Tây với chả ta vẽ. Thế Lào cũng là Tây à? Cô để chả hay được. Thôi chị đừng chăn nữa. Thôi chị ơi, chị cho em gửi trả cái bát này, em nghi ăn vào phải mua Blackberry nữa. Xin tiền, 150. Hả? Ôi dồi ôi, chị ơi, chưa bao giờ em ăn bát bún riêu 50. Chưa bao giờ ăn thì bây giờ ăn. Ước gì được nấy còn gì nữa. Trời ơi, quá bị lừa này. Lừa thế nào? Nhanh đưa tiền. Đây rồi. Đừng bán cho người khác. Quá bằng hàng cái kiểu này. Đây trả chị. Nhá, thế này là sộp lắm rồi đấy. Chưa đủ. Đưa nốt 50.000 đây. Sao nhiều thế? Này. Đây. Sao nữa? Trông kìa. Quá bằng bún riêu cô bể. Mày ít thì mày cả cái vỏ chăn vào. Còn một con thì đi ủng này, tất là màu gạch cua, cứ làm như là như Việt Kiều hấp hối ấy. Ngày xưa em còn bé tình yêu nghe, không cần tôi trêu đùa em không nghe. Giờ đây em 18 tuổi đã yêu cho thường rồi, nhớ mãi trong tim mình. Chú ơi, đang hát nhạc pop ở nhà nhạc rock với chú. À, cái nhạc này là nó kết hợp tất cả những cái tinh hoa của âm nhạc vào cái kiểu này. À, đây là hát ả đào. Ả đào hả? Không phải vớ vẩn. Đây là hát chầu văn, không phải kiêm áp sẩm.
Đây, cầm cái máy chụp ảnh này, ra chụp cho tôi với nghệ nhân dân gian này một kiểu. Đúng rồi. Ai đến đây nghe tôi hát xong cũng đều chụp ảnh. Cái ảnh của tôi treo đầy cái chuồng gà ăn đầy châu Âu đấy. Đây nha. Thôi, chụp kiểu này cho nó tình cảm. Đấy. 2, 3. Đấy. Cảm ơn. Đi ra. Bồi dưỡng làm cốc nước cho nó ngọt sao. Đấy. Đến nha. Này. Dạ. Ông giả cho tôi 10.000 không bỏ tôi cúi xuống tôi nhặt đây đâu. Nhá. Ông ơi, thế này là nhiều lắm rồi đấy. Tôi có phải cướp được tiền đâu mà ông. Này. Mày có tin là tao gọi một phát 10 thằng to cao như tao đến đây bẻ cẳng chúng mày không? Chết. 50.000 tiền nghe nhạc. 50.000 tao tạo dáng này cho chúng mày chụp ảnh. Có giả không? Chúng mày không giả nhanh không tao đập cây đàn của tao. Thôi, đừng đập vỡ cây đàn. Giả nhanh lên. Đây. 100 của anh đây. Khiếp. Biến. Đúng trời ơi. Biến đâu? Dạ vâng. Ngày xưa em còn bé tí ngày. Này. Mấy ông bà này ở đâu mà ra đây khấn vái xì xụp này? Em ở đâu mà khấn vái đây này? Em có khấn linh tinh đâu. Cái gì? Chỗ này là chỗ mà cậu ngày nào cũng ra đây leo cột điện hóng mát mà. Ôi giời ơi, công các bà chẳng biết cái gì cả. Ngày xưa ấy là thần bị vật chết ở đây này. Ôi trời ơi. Không biết gì à? Không biết gì mà cứ bổ củi nhiệt tình như thế à? Ôi trời ơi. Thế anh là ai đấy? À quên chưa giới thiệu. Mình là một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp mang tới rất nhiều thông điệp và tóm lại mình tên là Hiệp. Xin chào anh Hiệp. Anh định moi tiền chúng tôi đúng không? Cái gì đấy? Này, tiền ai cũng cần nhá. Nhưng cái chính ấy là tôi muốn anh chị ấy là đi đến đúng nơi, đúng chỗ để thờ cúng, để biết được cái di tích lịch sử, để biết câu chuyện của nó. Em biết rồi. Nếu mà anh Hiệp ơi, nếu thuê anh Hiệp thì mất bao nhiêu tiền ạ? Thì giá nó là thị trường chung rồi. Vâng. Cứ từ đầu giờ sáng đến 6 giờ chiều. Cả tiền hướng dẫn, cả tiền kể chuyện. 200.000. Vậy. Ôi sao nhiều thế? Sao nhiều cái gì? Này, tôi nói cho canh các chị biết nhá. Trung bình một tiếng ấy tôi phải nói 5 vạn từ, chia ra là mỗi từ tôi nói có 4 đồng. Thế mà canh chị tiếc cái gì? Thôi, không nhiệt tình gì cả. Tôi đã nói gì đâu. Em đã nói gì đâu, em rất nhiệt tình. Em có ý kiến này nhá. Thì bây giờ này, trước khi chuẩn bị đi, chúng em xuất cho anh 120. Kết thúc cuộc đi, chúng em tóm lại cho anh thêm 80 nữa là chắc. Này. Cầm các bà đi chùa hay đi chợ đây, mặc cả. Có thích mặc cả không? Này. Rồi. Đi này. Anh có đi bước nào đâu anh? Anh vẫn đứng một chỗ đấy chứ anh? Tôi đi thì ông bà gọi tôi thế nào được. Được rồi. Duyệt. Đồng ý 200. Thế là có phải nhanh nhẹn không? 200. Không tiền đây. Đấy, nhanh lên khẩn trương nhá. Chậm phút nào nghĩa là canh các chị thiệt phút đấy. Vâng. 4 giờ đấy. Coi như ăn thêm 3 bát bún riêu một quăng chạm phát vé nữa. Đúng rồi, cầm lấy cơ. Cầm đấy. Cờ đây. Ngồi đâu? Cầm lấy cờ. Thôi nhưng mà sao phải cầm cờ thế này? Ơ kìa. Cầm cờ để khỏi lạc nhau. Vào trong kia đông lắm. Thế ạ? Xếp hàng vào. Chuẩn bị nhá. Vâng. Bắt đầu đi. Nhầm. Chúng này. 1, 2, 3. Lịch sử nơi đây là như thế này. Tiền thân ý của cái miếu pha đền này là cái điếm canh đê. Thế ai xây? Như thế quái là được. Thế nhưng bà ấy, theo sách sử kể lại ấy, thì từ thời pharaoh thứ 25 có một người em là công nông thứ 26 sau khi xây một loạt các chú ơi chú khác, sao nghe giống loại xe nhỉ? Ngày xưa ông ấy toàn cưỡi xe đấy đấy. Sau khi xây một loạt các kim tự tháp còn thừa một ít vật liệu nên đã quyết định xây cái nhà này để phạt những cái cô gái lầu xanh ra đây canh đê nên gọi là điếm canh đê. Ông pharaoh là ở bên Ai Cập cơ mà không biết cái gì cả, khổ quá. Ngày xưa thế giới không có nhiều quốc gia như bây giờ, chỉ toàn đất với nước thôi. Và trên các vùng đất đi thì có khoảng 50 ông pharaoh và 29 ông công nông cai quản. Người ta đánh số thứ tự cho nó dễ nhớ, hiểu chưa? Vâng. Mà đất ở đây nhá, thiêng lắm đấy. Thế à? Hàng năm cứ đầu xuân ấy là người ta cứ lũ lượt kéo về đây này để cầu xin đủ mọi điều. Nhưng quan trọng nhất ý là 3 điều.
nhớ đây này. Điều thứ nhất ấy là mưa thuận gió hòa. Vâng. Rồi. Điều thứ hai ấy là mùa màng tươi tốt. Vâng. Điều thứ ba ấy là tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Ơ chú ơi, thế hồi đấy cũng người ta cũng biết nói câu là tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Không biết cái gì cả, cứ hỏi nhiều khổ quá cơ. Nghe thôi đừng có hỏi nhá. Vâng. Nghe đây này. Vâng. Lịch sử loài người tiến hóa ấy, có những thứ chỉ thay đổi về bản chất nhưng không thay đổi về tên gọi. À, có biết vì sao bây giờ người ta gọi là cà phê cà pháo không? Dạ không ạ. Không biết cái gì? Vâng. Bởi vì cà phê nó xuất phát từ cà pháo. Ngày xưa ấy, người ta ép cái hạt cà pháo ra một cái loại bột, sau đó người ta modify, người ta cho vào cái phin nên người ta gọi là cà phê phin. Rồi. Đang điếm canh đê cho tự nhiên lại cà phê cà pháo gì ở đây đấy. Tự nhiên tập trung vào nhá. Vâng. Thế là một ngày người dân người ta nhìn thấy có ba chị em gái đi vào đây với một cậu con trai và không bao giờ ra nữa. Ở đây luôn à? Ở đây luôn à? Thế là người ta lập miếu thờ đấy. Ủa, thờ ai? Thờ ai ạ? Hỏi nhiều thế. Thờ nhiều người lắm. Đang người ta đang xét duyệt xem là thờ ông nào trước, thờ ông nào sau. Mà trong khi chống cháy, người ta cứ tạm thờ ông Ba Vơ. Ôi, ông Ba Vơ à? Ừ. Cưới bao giờ mà Ba Vơ? Khổ thế nhỉ, sao chị hỏi nhiều thế? Hả? Tò mò thế chuyện gia đình của người ta. Biết nhiều thì biết nhiều quá không tốt đâu. Này này anh ơi, thế cái ông này ông có công lao gì đóng góp cho nhân dân đất nước không? Ơ, nhiều lắm. Thế nhưng mà phải tá khẩu đã. Tá khẩu là cái gì? Tá khẩu nhá là phải làm một cái lễ rồi thần mới cho phép kể về công lao của thần. Lễ à? Thế thì lễ bao nhiêu? Ừ thì tùy tâm thôi. Tùy tâm à? Ừ. Tùy tâm à? Nhưng mà đừng dưới 50. À không, không dưới 50 ạ. Ừ, tùy tâm. Làm lễ đi. Đây, em xin. Cầm hộ em nhé, em về làm lễ cho. Vâng, nhá. Chú vào làm lễ nhá. Lạy thủ đi ạ. Ôi giời. Lạy thanh hoàng làng. Ôi giời. Chú ơi, chú. Hả? Chú ơi. Gì? Sao giống mua cột thế chú? Này. Cái bọn này nó bắt chiếc đấy. À thế à, bắt chiếc như à? Như múa trong quán bar. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Ôi cái gì thế? Xong rồi đấy. Xong rồi à? Nghe cho tá khẩu rồi. Tá khẩu rồi à? Nghe nhá. Vâng, vâng. Lúc sinh thời ý, là ngài lấy một lúc ba vợ. Ba vợ? Ba bà này thì có công là chăm lo cho ngài, giặt rũ cơm nước. Vâng. Còn ngài ấy thì có công là giảng hòa cho ba bà khỏi những vụ ghen tuông vô bổ. Thế thì không công gì đâu mà lập miếu. Công gì đâu lập miếu. Này thì đã kể hết đâu một lúc ba người nhảy vào mồm thế. Loạn lên. Vâng. Chú kể đi chú. Bỗng một hôm. Bỗng một hôm đấy. Bỗng một hôm là có chuyện đấy. Bỗng một hôm. Vâng. Giặc về làng. Giặc gì? Giặc giã. Nhưng mà giặc nhà nào? Nhà Thanh, nhà Tống hay nhà Nguyên? Ở cái này thì ngài chưa cho biết, có gì ngài thông báo sau nhá. Thế vì mình cứ quy định chung là giặc giã. Vâng, giặc giã. Thế là ngài mới cho ba bà đi sơ tán, đi tản cư đấy. Thế à? Còn một mình ngài ở lại. Ôi, ngài đánh giặc luôn. Thế ngài có phép gì đấy? Ui, ngài có nhiều phép hay lắm, phép lạ lắm ấy. Thế nhưng mà không ai biết là phép gì. Thế này hay nhỉ? Thế này thế nào? Em khó thở quá. Em có tiền sử bệnh tay. Khó thở quá. Chú ơi, bệnh tay sao lại khó thở hả chú? Tại sao chị hỏi buồn cười thế? Người ta bắt mạch chẳng ở tay à? Vâng. Đây có thuốc này rồi, đây dán thuốc, dán thuốc. Ôi, cái các chị khéo quá cơ. Cứ chiều em này là em hư đấy nhá. Tiếp tục. Em kể tiếp đây này. Rồi bỗng một hôm, ngài bèn. Vâng. Rồi bỗng một hôm ngài lại bèn. Vâng. Bỗng bèn. Chú ơi chú. Sao chú cứ bỗng bèn mãi thế chú? Xin lỗi nhá, tôi đã kể đoạn nào ấy nhỉ? Giặc giã. Nhớ rồi. Đấy. Tôi chưa thấy ai nhá mà thông minh như ngài. Thế à? Ôi ngài thông minh khủng khiếp luôn ấy. Lúc giặc đến nhá, ngài ngồi im một chỗ. Chú sợ chứ. Vâng. Một thằng lại gần đánh ngài nhá, ngài vẫn ngồi im. Yeah. Hai thằng đánh ngài nhá, ngài vẫn ngồi im. Không đánh lại nhỉ? Cả đội kéo đến đánh ngài nhá, ngài vẫn ngồi im. Cho đánh thoải mái, đánh vô tư, đánh bét nhè, đánh mỏi tay, đánh chán thì thôi. Ôi giời ơi,
này à? Thế thì ngài chết tôi à? Ôi này, không chết không tôi. Thế ngài thế nào? 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 Thế nhưng mà đoạn này em không kể được. Sao thì đúng? Bởi vì á, muốn kể đoạn này ý, là một người phải được hô âm gọi dương được cơ. Thế như là người sống trên dương thế nhưng nói chuyện được với phần âm. Thế là ai? 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 Thầy bói. Xe bói. Này, hai bà định đi xem bói nè. Ngày xuân người ta đi lễ thì ai đi xem bói? Ôi giời ơi. Bà muốn đi xem bói, hai bà đi với nhau nhá. Tôi ra ngoài kia đánh tá lả với bà Hằng đây. Không đi xem bói à? Này! Không đi này, à? Này! Ôi giời ơi! Đi đi! Không đi chỉ có thiệt thôi. Có ngày mà cứ bỏ lên cột điện ăn ngày vật cho chết ấy. Nhờ. Chị đi! Nghe không? Máu chưa? Máu! Đoạn này mới là hấp dẫn hay nhất của cái câu chuyện miếu thờ điếm canh đê đấy. Thế à? Nó rùng rợn nó như phim King Kong. Trời ơi! Đi thôi! Đi thôi!